Vâng, lại chào các bác nhé. Hôm nay mẫu thuở như em vừa mới rèn xong, em lại gửi tới các bác làm vườn, làm bonsai và các bác đi rừng. Với những cái mẫu thuở này thì nó rất chi là tiện lợi và bên em rèn bằng một loại thép tốt nhé. Tiện ích lắm ạ, dùng cho các bác làm vườn này. Ví dụ như các bác làm vườn thì em sẽ tư vấn cho các bác dùng cái loại này. Là loại to nhất đấy ạ. Đây là loại to nhất nhé. Và với những cái sản phẩm này thì của bên em bán đồng giá các bác ạ, 100.000 trên một chiếc, giá rất chi là hợp lý, bác nào cũng tham khảo có thể là mua được. Cái mẫu này là mẫu em đặt là số 3 nhé. Để khi các bác mà xem được cái video của em, các bác cần thì cần chỉ cần các bác nói cái cỡ bao nhiêu là em sẽ gửi đúng chuẩn cỡ cho các bác. Em sẽ đo đủ kích cỡ để cho các bác tham khảo cho nó chuẩn nhé. Ví dụ như đây là cây số 3, em sẽ đo cái chiều dài nhất định của nó. Cái chiều dài của nó là 31 cm. Cả cán này này các bác này là 31 cm, 31 cm. Và cái chiều bề ngang của nó, cái chiều bề ngang này, chiều bề ngang như các bác nhìn thì nó là 10 cm. Đây là cỡ số 3 nhé. Tương đối là dài và to đấy ạ. Riêng cái phần lưỡi của nó là được 2-3 phân rưỡi. Một cái mẫu thuổng cực kỳ là sắc bén dành cho các bác làm vườn. Mẫu số 3 nhá. Thì các bác khi mà cần thì bảo em là mẫu số 3 sẽ gửi đúng cỡ mức số mẫu số 3 để cho các bác sử dụng. Tiếp theo là cái mẫu số 2. Mẫu số 2 là mẫu cỡ nhỡ nhá. Các bác cũng có thể làm vườn đi rừng bằng những cái mẫu này. Mẫu nào cũng rất chi là dày dặn và đẹp. Em sẽ đo cả tổng thể từ trên tai xuống này là 27 cm rưỡi. Và nó có chiều rộng của nó là 10 cm. Đây là cái mẫu nhỡ nhá. Hàng thì cực kỳ là sắc bén, thép thì rất chi là tốt. Với những cái mẫu như thế này thì em khẳng định các bác dùng không bao giờ hỏng cả, trừ khi các bác đánh mất thôi. Rất chi là sắc nhá. Càng dùng thì lại càng sáng cái lưỡi này ra, cực kỳ là sắc bén luôn. Đây là cỡ số 2, cỡ nhỡ. Và tiếp theo là cái cỡ để các bác đi rừng phổ thông. Các bác đi rừng mà đào hang thì các bác sẽ sử dụng cái cỡ số 1 này. Thì em sẽ đo luôn cụ thể cái cỡ số 1 này nhá. Cái số 1 này này thì nó là 28 cm. Và cái chiều bề ngang này của nó là 8 cm này các bác này. Một cái mẫu một phổ thông nhất dành cho các bác đi rừng, đi đánh chuột, bẫy rắn đấy ạ. Và đi đào hang nhá, là cái mẫu số 1 này. Đấy thì bên cơ sở em thì chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ săn, dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm bonsai cây cảnh, không thiếu một thứ gì cả. Và đây là những cái mẫu thuổng tiện ích em gửi cho các bác làm vườn, làm bonsai cây cảnh. Bởi vì trong thời gian vừa rồi thì em cũng gửi đi rất chi là nhiều trên mọi miền tổ quốc, chưa bác nào mà chê cái mẫu thuổng này nhá. Thì các bác mà cập nhật được cái video này của em thì liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295 hoặc số điện thoại 0865692498. Hai số điện thoại đó lúc nào em trực để tư vấn các bác về tất cả những sản phẩm nhé. Các bác mà quan tâm đến những cái sản phẩm của bên em, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ và ấn 2 lần vào quả chuông. Để mỗi lần em làm những cái video về tất cả những cái mẫu mới nhất của bên em, các bác sẽ nhận được những cái thông báo và những cái sản phẩm hữu ích. Một cái mặt hàng như là thuổng chuyên dụng, công việc gì trong làm vườn, làm bonsai, đi rừng nhất thiết là các bác cần phải có, nó tiện lợi lắm. Mà giá thì cũng như em nói rồi đấy, 100.000 trên một chiếc. Và các bác mua 2 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Ưu tiên đối với các bác mua từ 2 chiếc trở lên, em bao ship tới tận tay các bác, 2 chiếc là 200.000. Giá cực kỳ là hợp lý thì em nói giá luôn như thế để tiện cho các bác tham khảo để đặt những cái mẫu này. Thì tuy trên thị trường ấy, thì em cũng rất thấy nhiều là những cơ sở bán đồ nông nghiệp, đồ dụng cụ cuốc xẻng ấy, những đồ của các bác thì đồ đắt tiền lắm. Em thấy toàn giới thiệu 250-300 một cái thôi. Giá thì bên em bán là 100.000 cho một chiếc nhá. 2 chiếc là 200.000 sẽ bao ship. Và bán bên em là bán ship COD toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đúng như sản phẩm chất lượng các bác đặt thì thanh toán bên bưu điện giúp em nhé. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Và các bác nhớ hộ em khi đặt hàng nhé.
các bác sẽ nói là các bác cần mẫu số 1 hay là mẫu số 2 hoặc mẫu số 3 nhá. Mẫu số 1 dụng cụ chuyên cho các bác đi làm rừng. Mẫu số 2 cũng đi rừng làm nông nghiệp, làm vườn. Mẫu số 3 thì dành nhiều cho các bác làm nông nghiệp. Tùy thuộc vào các bác cần cái mẫu nào thì liên hệ trực tiếp tới bên em. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.